Chào các bạn, kế đến chúng tôi sẽ đo hệ thống tiếp địa. Thế nhưng mà ở đây đi kiểu gì ạ? Và để tìm hiểu, chúng ta phải tìm hiểu được cái mô hình đi. Và sau đó chúng tôi sẽ dùng cái máy đo tiếp địa Flux một số hôm chạy kết để đo tiếp địa nó có lên trên nóc đạt hay không. À lên nóc, còn sao nói chung là hai dây này xuống một phố hả? Đúng không? Xuống hai cái cọc. Hai cọc đóng sâu dưới. Dây có hai cọc. Ở dưới có cọng dây nè. Có chứ, chắc ở dưới nó làm ở dưới hết rồi, nó dưới nền á. Cái đào sâu ở dưới đất rồi. Vậy hả? Cái này hơi bị mệt rồi nha. Có không? Có đồ đo không? Có chứ. Để coi cái gì phải dùng phương pháp nào đo thôi. Đây kéo dây được không? Dây gì? Dây được, dây nè, nước nè, Dũng, nước đây bên kia là dây như dài mà. Tại vì hai cái này rồi. Đây là cái hệ thống chống sét, chống sét. Và sau khi nhóm của chúng tôi tư vấn nghiên cứu về cái sơ đồ kết nối thì cái phương pháp đo hệ thống chống sét trong trường hợp này thì chúng tôi sử dụng phương pháp là một kìm và hai cọc, có nghĩa chúng ta vẫn phải đóng cọc và một kìm. Và hệ thống này, hệ thống chúng ta đã nối vào hệ thống online kết nối hệ thống, không cần cô lập hệ thống ra vẫn thể đo được bằng cái dòng máy đo kích địa chuyên nghiệp của Flux, model Flux 1625-2 kích. Bộ kích chúng tôi sẽ có đầy đủ đồ nghề gồm có máy, hai cái kìm, hệ thống 3 cuộn dây, mỗi cuộn dây dài khoảng 20m và 4 cọc. Thì đối với máy Flux 1625-2 kích có thể đo được các phương pháp, và tùy vào cái sơ đồ kết nối mà chúng ta dùng cái phương pháp nào trong thực tế cho nó phù hợp. Đối với hệ thống này chúng ta phải dùng một kìm và hai cọc. Đối với hệ thống chống sét thì yêu cầu cái điện trở đất, mỗi đất của nó sẽ rất là thấp. Và đây bạn Đạt và bạn Dũng đang tiến hành các bước để mà đo, chúng ta cùng theo dõi. Máy đo Flux 1625-2 kích. Thì trên cái máy này chúng ta có nhiều phương pháp đo trên đây. Một kìm và hai cọc. Máy đo này cũng có thể cho chúng ta biết những trong trường hợp mà những mối hàn cắt que bên dưới không tốt, hoặc là những cái kết nối bị hở mạch, thì chúng ta cũng sẽ biết được tình trạng của nó. Tiếp địa đóng vai trò rất là quan trọng. Hệ thống tiếp địa không tốt thì trong tòa nhà, nhà xưởng, đây là cụ thể là bệnh viện, thì cái nếu có sự cố điện xảy ra nó chạy lên phanh và nó sẽ nổ. Và chúng tôi đã được phản hồi là trong đây đã vừa rồi đã xảy ra nhiều trường hợp cháy nổ mạch điện bên trong bệnh viện rất là nhiều. Và trong quá trình mà phẫu thuật mổ có việc mà mất điện sẽ ảnh hưởng rất là nghiêm trọng. Anh Hà có thể cho biết vừa rồi mình bị sự cố gì trong bệnh viện hả? Vừa rồi bị sự cố gì trong đây đó. Nổ, bị mất dây mát. Nói chung là nó bị nổ bởi cái dây mát để lâu ngày quá, nó quá nhiệt á. Mình không kiểm tra được cho nên là nó xảy ra trường hợp nó nổ. Nổ dây mát nghe nó cũng nổ. Nó bị cháy cái đầu cốt rồi cho nên là nó dẫn đến mất mát. Xảy ra nổ mất nguyên khu cấp cứu luôn. Mất cả điện, cả nguyên cả khu cấp cứu luôn. Rất là nguy hiểm. Thì như tôi vừa trình bày, chúng tôi cũng đã đo tại bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, dùng máy camera nhiệt để mà đo các đầu cốt xem nó bị lỏng, bị quá nhiệt hay không. Thì ngoài vấn đề về cần kiểm tra các đầu cốt bằng camera nhiệt ra, chúng ta cũng cần kiểm tra hệ thống điện, đặc biệt hệ thống tiếp địa. Nếu hệ thống tiếp địa tốt thì sẽ hạn chế những vấn đề về sự cố đáng tiếc giống như vừa rồi đã xảy ra. Bên nào không cắm được? Do giới hạn của việc quay video, chúng tôi sẽ quay tiếp những cái phần đo trong những video tiếp theo. Các bạn vui lòng theo dõi. Cảm ơn các bạn.